hàng chục chiếc tàu đánh bắt cá lớn nhỏ chở hàng trăm người từ Lăng Ông Nam Hải chạy ra cửa biển để tiến hành làm lễ nghinh ông. Sau khi rước ông từ cửa biển vào, ban quản lý Lăng Ông tổ chức cúng tế, dâng hương, trái cây, trà, rượu với mong muốn cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an. Người dân ra khơi may mắn đánh bắt được nhiều tôm cá. Đây là lễ hội dân gian truyền thống của người dân vùng ven biển Gò Công nhằm tôn vinh, tri ân thờ cúng cá ông, vị thần cứu tinh, linh thiêng của ngư dân trên biển cả. Lễ hội ngư ông nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, giá trị đời sống văn hóa, yếu tố tâm linh của ngư dân.